Thưa quý vị và các bạn, huyện Bảo Thắng vừa tổ chức gặp mặt lãnh đạo, đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Bảo Thắng thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Nhấn mạnh với nhiều khó khăn, nhưng tăng trưởng kinh tế của địa phương vẫn đạt 14,48%, thu ngân sách nhà nước đạt 941 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao, thu nhập bình quân đầu người đạt 72,8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,72%. Khẳng định những thành tựu trên bên cạnh nỗ lực của Đảng bộ chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện, còn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên góp phần lan tỏa cách làm hay, phong trào tốt. Huyện bảo thắng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và phóng viên chúc mừng thành tựu bảo thắng đạt được trong năm 2023, tăng cường hợp tác trong công tác thông tin trên tất cả các lĩnh vực của địa phương.